Chiều ngày 26 tháng 3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận khoa 6 tổ chức kỳ họp thứ 13 Hiệp thương kiện toàn chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận nhiệm kỳ 2019-2024. Tới dự có đồng chí Phạm Văn Khanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận, đồng chí Bùi Thị Tuyết Mai, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, đồng chí Trần Duy Tưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban dân vận Quận ủy. Theo thông báo số 1205 TBQU ngày 6 tháng 3 năm 2024 của Ban Thường vụ Quận ủy về công tác tổ chức cán bộ, đồng ý giới thiệu đồng chí Trần Duy Tưởng Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban dân vận Quận ủy để hiệp thương giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận Kiến An nhiệm kỳ 2019-2024 tại kỳ họp 100% ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận có mặt đã hiệp thương cử ông Trần Duy Tường, ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, trưởng Ban dân vận Quận ủy, tham gia ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và giữ chức vụ chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận khóa 6, nhiệm kỳ 2019-2024. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Duy Tưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Tân Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận khóa 6, nhiệm kỳ 2019-2024, trân trọng cảm ơn sự quan tâm tín nhiệm của Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận. Trên cương vị mới, đồng chí sẽ cùng Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận xây dựng khối đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trước mắt tập trung cao chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, nhiệm kỳ 2024-2029.